Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, Đồ Mi, ra mắt kênh Đất Đồng với một tác phẩm Người Đi Âm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trà Mi xách một đống gạo nếp, đậu đỏ, muối gừng đi từ chợ về nhà. Người trong làng ai thấy cô cũng chào hỏi, chỉ là trong vẻ tươi cười còn có cả sợ hãi và xa cách. Cô không để ý, ai làm cái nghề như gia đình cô mà không khiến người ta sợ chứ, nhất là đàn bà con gái. Nhưng nó kiếm được nhiều, đủ để hai mẹ con cô sống sung túc đủ đầy. Trà Mi là con gái của bà Tiếu, cũng là truyền nhân của nghề trang điểm cho người chết trong gia đình. Mọi người trong làng đồn nhà bà Tiếu vốn là người Bắc vào Nam lập nghiệp, nghe nói gốc gác cũng từng là con cháu ông Lý, ông Bá ở ngoài tận Hà Nội. Còn tại sao con cháu quan quyền lại di cư vào tận cái làng Vân nhỏ bé điều hiu này thì không ai biết. Vừa tới nhà, My đã nghe mẹ gọi có khách. Khi có người tới nhà, mẹ cô sẽ nói thẳng tên người đó ra. Còn nếu chỉ nói là có khách thì tức là có việc. My nhíu mày. Bây giờ là tháng 7 âm lịch, một trong những thời điểm âm khí nặng nhất trong năm. Mẹ cô chẳng mấy khi nhận khách vào dịp này. Cô cũng từng nhiều lần nhìn thấy thứ không sạch sẽ nên khá ngại chuyện này. Thế nào ạ? Bình thường, bà Tiếu trả lời cục ngủng, sau đó mới nói thêm. Con gái chú Tranh. Bình thường ở đây có nghĩa là cái xác bình thường, không vỡ nát, không phân hủy. Nói tóm lại là tình trạng tốt nhất mà một người thợ trang điểm cho xác chết có thể mong đợi. My gật đầu. Chú Tranh là em họ trưởng thôn. Từ lúc mẹ con cô dọn về đây, được vợ chồng trưởng thôn giúp đỡ rất nhiều. Thảo nào mà bà Tiếu chịu nhận khách vào ngày này. 9 giờ tối, My mang đồ nghề tới nhà chú Tranh. Hai vợ chồng ngồi bần thần trong phòng khách. Ống đèn tiếp tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, càng khiến cho ngôi nhà trống rỗng thêm phần u ám. Chị Ngọc được họ đặt ở trong phòng ngủ. Thắng, em trai của Ngọc, ngồi ngoài cửa. Tiếng nhạc điện tử vang lên từ chiếc điện thoại nó cầm. Ngọc nằm trên chiếc giường kê giữa phòng. My đổ gạo nếp vào bát, cắm ba nén hương để ở đầu giường, rồi rắc một vòng muối trộn lẫn tro hương quanh giường. Cuối cùng đặt dưới bốn chân giường bốn bát nước trong. Xong xuôi, My ngồi xếp bằng dưới đất, miệng ngậm một miếng gừng ngâm muối, nhắm mắt nhẩm lại một lượt các kiên kỵ mà mẹ cô truyền lại. Mỗi nghề trong giới đi âm đều có quy tắc riêng. Các quy tắc đó lại thay đổi tùy theo từng vùng, từng nhánh. Như nhà My, nghề trang điểm cho người chết này đã được truyền tới vài đời. Truyền nhân đều là con gái. Mỗi lần làm việc thì chỉ được bắt đầu sau khi mặt trời đã xuống núi, trước khi gà gái phải kết thúc công việc. Việc gặp khách cũng chỉ được gặp một lần là phải xong, không được bỏ dở nửa chừng. Và còn rất nhiều kiên kỵ khác mà cô đã thuộc lòng từ tấm bé. Tới khoảng 11 giờ đêm, khi miếng gừng trong miệng đã trở nên nhạt thích, My đứng lên chuẩn bị làm việc. Cô bẻ miếng gừng thành bốn phần, rồi thả vào bốn bát nước, bôi đất kính đế dày, rồi đeo một cái túi lớn hương tro lên cổ. Sau đó cô châm nén hương, đứng dựa trong bát gạo đầu giường, vái một vái, bắt tay vào trang điểm cho chị Ngọc. Chị Ngọc là con gái cả của chú Tranh, nổi tiếng khắp vùng là thông minh xinh đẹp, lại có công ăn việc làm ổn định trên thành phố. Nào ngờ lại yểu mệnh. My nghe người xung quanh kháo nhau là chị ấy bị trúng gió nên mất đột ngột. Vợ chồng chú Tranh đau buồn quá, đưa chị về nhà, xong nhanh chóng lo việc hậu sự, muốn chị mộ yên mã đẹp càng sớm càng tốt. Vì là đột tử, trên người không có vết thương nên công việc hoàn thành rất nhanh, cũng rất suôn sẻ. Chỉ có vết lằn hình bán nguyệt trên hai cổ chân của chị là có hơi lạ một chút. Nhưng có lẽ là loại trang sức gì mới của người trên thành phố nên cô không để tâm lắm.
Vào 1 giờ sáng thì tất cả đã đâu vào đó. My tiến về phía bát gạo đầu giường, điểm 2 nén hương trong đó, rồi vái 3 vái. Nhưng vừa bén lửa thì cả 2 đã tắt đi. My hơi giận, cô trút chúng ra, rồi cắm 3 nén hương mới vào, thắp lên rồi vái lần nữa. Nhưng 2 nén hương hai bên mới cháy đã tắt phục, chỉ có nén ở giữa thông thả nhả khói. My tái mặt. Mẹ dạy: 3 nén hương, trái cho gia tiên, phải cho thổ địa, giữa cho khách. Nay chỉ có cái nén ở giữa trái, tức là trong phòng có ma. My liếc bát nước dưới chân giường, cô lạnh gáy khi thấy miếng gừng ngâm đổi màu đen thẫm, nước trong cũng trở nên đục ngầu. Thấp thoáng có bóng ai đó tóc dài đứng ngay bên cạnh cô. Cạch một tiếng, một cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng, cửa sổ va vào tường. Rõ ràng nãy giờ cửa sổ vẫn đóng chặt, còn cài cả chốt. Loại gió quái quỷ nào có thể thổi bật cả chốt ra như thế? My từ từ lùi ra ngoài vòng hương tro, dốc túi tro buộc trên cổ thành một vòng quanh mình, rồi phủ phục xuống. Lòng bàn tay và trán dán với mặt đất, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Nhiệt độ trong nhà thoáng chốc như vào giữa đông, gió thổi ù ù, lẫn cả tiếng khóc của con gái. Bát gạo đổ ụp xuống đất vỡ tan, gạo vương vãi, nén hương cháy dở văng ngay xuống trước mắt My. Một đôi chân tái xám như than chì xuất hiện, chậm rãi bước qua bước lại, bàn chân lớm đớm vết đen không chạm mặt đất. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, khí lạnh thổi qua cổ My như có ai đó đang thở trên cổ cô. Mùi thịt nát tanh hôi lẫn quất trong mũi của My. Ánh đèn tuýp trong phòng bắt đầu chớp tắt lia lịa, phát ra tiếng rè rè như điện không ổn định. Đôi chân không chạm mặt đất lững lờ trước mặt cô, rồi từ từ đi quanh vòng tro xám. Gió bên ngoài vẫn thổi liên tục, hương tro quanh My và giường của Ngọc bắt đầu bị thổi tản ra. Muối hạt lẫn trong đó cũng đổi màu đen xị, rồi chảy cả nước, bốc mùi thum thủm như chuột chết. My cố hít thở nhẹ nhàng nhất có thể. Đất cô bôi trên đế dài là đất lấy từ bãi Tha Ma. Quần áo và mũ bột tóc được làm từ bãi ngâm trong nước tro hương. Trong mắt ma quỷ thì không có chút dương khí nào của người sống cả. Miếng gừng cô ngậm trước lúc thả trong bát nước dính khí tức của cô, cũng giống như một cách đánh lạc hướng vậy. Thế nên hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Người độc tử có oán khí, về nhà là chuyện thường. My vừa tự an ủi mình, vừa run lên bần bật. Nhưng đôi chân kia lơ lửng đột ngột ngừng lại trước mặt cô. Lưng My trĩu xuống như bị đè lên. Những sợi tóc đen khô khốc rối bù trượt xuống quanh người cô như một tấm rèm. Tiếng nức nở vang lên sát bên tai My. Đúng là tiếng của chị Ngọc không sai. Tôi khổ, tôi khổ lắm. Tiếng khóc xen lẫn tiếng rên rỉ não nề dội ầm ầm trong đầu My. Cô cảm thấy như có ngàn thanh kim loại đang dùi vào đầu mình. Mắt cô lồi lên, gân xanh nổi đầy trắng, rồi ngất liệm đi. Không biết qua bao lâu, My lờ mờ tỉnh lại, toàn thân tê cứng. Cô mở choàng mắt rồi vội vàng nhắm lại, ứa nước vì thứ ánh sáng chói lóa. Lúc sau My chậm chậm nâng đầu nhìn xung quanh. Cửa sổ phòng đóng chặt, bát gạo cắm hương vẫn nguyên vẹn trên đầu giường. 3 nén hương đã cháy gần hết, trông có vẻ hoàn toàn bình thường nếu xác Ngọc trên giường trông không thế kia. Vòng tro hương quanh giường đã vỡ, tro xám bay tán loạn khắp phòng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của My. Cô mở cửa chạy ngay ra ngoài. Trong phòng khách, vợ chồng chú Thanh vẫn còn thức. Thấy My trắng bệch lao tới, họ cũng không hiểu ra sao. Cô âm à, xong rồi sao? Chú Tranh hỏi. Quy tắc của mẹ con cô là không được xưng tên thật của mình trong nhà của khách, gọi là cô âm. Chị mất thế nào? My sầm mặt hỏi. Hai vợ chồng ngẩn ra, rồi lắp bắp nói như trúng gió. My cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho họ đi theo mình. Hai người kia liếc nhau, rồi thấp thỏm đi theo cô. Tới phòng của Ngọc,
My mở cửa cho họ bước vào. Vợ chồng chú Tranh vừa bước vào thì đã hét lên thất thanh. Chú Tranh đứng sững như trời trồng. Vợ chú khuỵu luôn xuống đất, vừa gào vừa lết về phía sau, quần ướt sũng luôn. Ở trong phòng, xác của Ngọc quay đầu ra ngoài, tai mắt mũi miệng ọc máu đen, hai mắt trợn trừng, mép nhếch lên như đang cười. Trúng gió mà như thế này sao? Cô chú nghĩ kỹ đi, chưa tới ngày hồi hồn mà oán khí đã nặng đến như vậy thì sợ là... Cô ăn mà xong xuôi hết rồi đúng không? Cảm ơn cô. My chưa nói xong, chú Tranh đã ngắt lời. Cô nhìn hai vợ chồng, cả hai đều trắng bệch, run cầm cập, nhưng vẫn kiên quyết tránh ánh mắt của cô. My lắc đầu, lau mặt cho Ngọc rồi dọn dẹp đồ đạc. Nói đến cùng thì vẫn là chuyện của nhà người ta. Cô về kể lại cho bà Tiếu nghe. Bà Tiếu nhìn cái mặt Ngọc Phật đã nứt một vết nhỏ sợi tóc ở trên cổ của cô mà than thở: quán khí nặng quá, nhà chú Tranh không khéo. Bà bỏ lửng câu nói rồi đi vào buồng. Chiều hôm sau, cả làng tới tham gia lễ tang của Ngọc. Chẳng biết ông thầy nào lại chọn cái giờ đưa ma tranh tối tranh sáng như thế này. Ai cũng thấy lạ, nhưng cũng chỉ dám bám nhau xì xào, chứ không có dám ý kiến. Đến giờ người ta bắt đầu nâng quan, nhưng chẳng hiểu sao có đến bốn người đàn ông to khỏe vạm vỡ mà không nâng nổi quan tài của Ngọc lên. Cả đám nghiến răng gồng người, gân xanh nổi cả trên trán mới nâng được cái quan tài lên khỏi giá đỡ. Ai cũng bắt đầu xôn xao: hay là làm bằng gỗ quý cho nên nặng hả? Lão Sáu chuyên làm quan tài trong làng vội vàng phân bua: có gỗ trời thì cũng không nặng thế này được. Lại nói lúc thằng Tranh đến mua áo quan đó, thì vừa lúc chỗ tôi không có cái nào tốt, bảo nó chờ thì không chịu, nên chọn đại cái thượng, gỗ ộp ẹp thôi. Lão chưa dứt câu thì đã nghe ầm một tiếng, bốn người nâng quan đồng loạt sụm chân, ngã quỵ giữa đường. Cái quan tài mỏng dính rơi bịch xuống đất, nắp áo quan văng cả ra. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Lúc này thì ai cũng biết là có chuyện bất thường xảy ra rồi. Chú Tranh cố gượng cười, lẩm bẩm cái gì đó như vợ tốt, sợ lỡ. Mọi người cũng ăn ý mà lờ đi. Người giúp nâng ghế, người đỡ mấy cái cậu trai nâng quan dậy. Chỉ là mặt ai cũng căng như dây đàn. Sợ thi thể của chị Ngọc không được ngay ngắn, My và vài người cứng gan khác tới chỉnh trang lại cho chị. Nhưng một người vừa nhìn vào trong thì đã gào ầm lên, mặt cắt không còn giọt máu. My vội vàng tiến lên thì thấy gương mặt vốn sạch sẽ của chị Ngọc đã lại như tối qua, mắt mở trừng trừng, mồm miệng ọc máu đen. Gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc như tiếng rủ rỉ khe khẽ của người khuất mài khuất mặt. Tiếng quạ đen kêu lên the thé nơi xa, càng khiến cho không khí trở nên gai người hơn. Người làng im thinh thích làm việc trong tay, tuyệt không ai dám mở miệng nói chuyện nữa. Tới lần thứ hai, áo quan vẫn nặng trịch như chất đá bên trong. Bốn người không đủ, lại gọi thêm bốn người mà nó vẫn không chút di chuyển. Vợ chồng chú Tranh vừa khóc vừa thắp hương khấn vái, nhưng hương thì không cháy, mà quan tài lại một lần nữa đổ hụt xuống. Lần này không chỉ đổ mà cổ áo quan sơn đỏ còn vỡ toạc ra cả đáy, xác của Ngọc bên trong lăn ra ngoài. Ai cũng thấy rõ đôi mắt mở to và dòng máu đen trên mặt của Ngọc. Vợ chú Tranh khóc thét, vừa bò vừa lăn đến bên cạnh Ngọc, cố vuốt mắt lau máu cho con. Nhưng có như thế nào Ngọc cũng không chịu nhắm mắt. Máu đen lau bao nhiêu lại chảy tràn ra bấy nhiêu. Mấy người nâng quan bụng rủng chân tay, chú Tranh có cố năn nỉ như thế nào cũng không chịu làm nữa. Chỉ đưa Ngọc vào lại trong căn phòng cũ rồi tất cả ra về. Đến tiền cũng không nhận, trà cũng không uống. Hàng xóm láng giềng cũng nhanh chóng tan hết. Bây giờ thì người nào cũng biết Ngọc có oán nên không có dám ở lâu. My và mẹ cũng rời đi. Trước khi đi, qua khóe mắt, cô như trông thấy một bóng trắng ôm mặt ngồi trên nắp quan tài. Ngày tối hôm ấy, vợ chồng chú Tranh mang tiền vải, bánh trái đến nhà nhờ mẹ My giúp đỡ. Bà Tiếu lắc đầu,
chỉ nói Ngọc không được thanh thản nên chưa chịu ra đi. Nếu muốn bà giúp thì phải nói rõ là Ngọc phải chịu oan khuất gì thì mới xong việc được. Vợ chồng chú Tranh ấp úng hồi lâu, đến cuối cùng cũng không chịu nói. Bà Tiếu thở dài, cùng y tiễn hai người ra tận cổng, còn dặn hai người họ nghĩ kỹ, kẻo đến ngày hồi hồn thì sợ là không còn ai cứu được. Họ nhìn qua mi, lần trước cô cũng nói y như vậy mà họ không nghe, lần này cũng vẫn không nghe, chỉ là thái độ đã không còn kiên quyết như trước. Trên đường làng, vợ chồng chú gặp mấy bà hàng xóm cho con cháu đi chơi tối. Hai bên ngượng ngập chào hỏi nhau, đám trẻ ngoan ngoãn đồng thanh cất tiếng chào, chào chú, chào thím và chào chị. Lúc đầu mọi người tưởng nắm nhóc chào My, nhưng nhìn lại mới phát hiện không phải. My và mẹ đứng bên phải vợ chú Tranh, mà lũ trẻ rõ ràng lại nhìn sang bên trái. Nghĩ đến chuyện lúc chiều, ai cũng lạnh người. Lại có đứa hỏi mẹ, sao chị Ngọc lại khóc? Tức thì tất cả dựng tóc gáy lên. Mẹ thằng nhỏ mắng ác đi, rồi bế thốc con về nhà. Những người khác cũng vội vàng đi thẳng, chẳng dám nán lại xã giao cái gì nữa. My nheo mắt nhìn bóng của vợ chồng chú Tranh đỡ nhau đi xa. Quả thật có cái bóng người con gái bám trên người họ, lúc ẩn lúc hiện. Cô quay sang nhìn mẹ, bà Tiếu cũng gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi lại thở dài. Quan có đầu nợ có chủ. Sáng hôm sau, nhà chú Tranh lại một lần nữa tổ chức đưa ma cho Ngọc. Nghe nói chú đi cả đêm lên huyện, mời một ông thầy cao tay ấn tới giúp làm phép. Trong ông ta rất phúc hậu, ba chùm râu bóng mượt, lại thêm một cái nốt ruồi son điểm ở giữa trán, trông tiên phong đạo cốt vô cùng. Người nâng quan cũng đều là đệ tử của thầy, ai nấy to cao vạm vỡ, da thịt đỏ hồng, vừa nhìn đã biết là đủ đầy dương khí. Chân đi dài vải theo phụ chú trừ tà bằng chỉ đen. Lần này quan tài nâng lên dễ dàng, việc chôn cất cũng hoàn thành xong. Người làng xa xa đi theo cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà Tiếu nhìn vợ chồng chú Tranh cúi gặp cả người cảm ơn ông thầy, mày chợt nhíu chặt. Sau một lúc bà đi đến nói gì đó với ông ta, nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm. My hỏi thì bà chỉ lắc đầu, nét lo lắng trong mắt càng lúc càng đậm hơn. Mấy ngày sau đó sóng yên biển lặng. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã qua, thì tới đêm thứ bảy sau khi Ngọc mất, cả làng bị đánh thức giữa khuya bởi một tiếng gào như xé họng. Chó sủa ầm ĩ, bóng đèn thi nhau sáng. Mọi người ồn ào nhốn nháo mà xông ra ngoài. Không biết ai nói một tiếng nhà chú Tranh, thế là tất cả chạy thẳng tới đó. Ngoài nhà chú Tranh, hai vợ chồng của chú và thằng Thắng ngã ngồi dưới đất, mặt trợn trừng trừng, nhìn lên cây liễu ở ngoài cổng, miệng ú ớ không thành công. Mọi người nhìn theo thì lập tức tái mặt. Trên cành cây liễu chìa ra ngoài sông, một cái xác đang đông đưa, ngón chân trần chạm mặt nước. Tiếng dây thừng kéo kẹt mài vào vỏ cây lẫn vào gió, khiến cho người nghe sởn da gà. Khi hạ được cái xác đó xuống, mọi người mới nhận ra đây không phải là người trong làng. Hỏi mãi chú Tranh mới nói là một trong bốn người nâng quan cho Ngọc vài ngày trước. Ai cũng tái mặt. Bà Tiếu hỏi, cô chú nói thật đi, con Ngọc mất như thế nào? Trưởng thôn và người già trong làng cũng quát, thằng Tranh, mày nói ngay, đã có người chết rồi đó, không phải trò đùa để vợ chồng mày lấp liếm được đâu. Mất một lúc không ai nói gì, tới khi người làng sắp mất hết kiên nhẫn thì vợ chú Tranh bỗng bật khóc, tiếng khóc khàn khàn như sắp chảy máu họng tới nơi. Hóa ra Ngọc không phải bị trúng gió mất, mà bị người ta làm hại. Kẻ đó thấy Ngọc trẻ trung xinh đẹp nên tán tỉnh, mãi không được mà giở trò xấu xa. Dấu phòng cung mà My thấy ở dưới chân Ngọc cũng chẳng phải trang sức gì, mà là dấu trối. Vậy thì phải báo công an. Vợ chồng mày vội vội vàng vàng chôn cất làm cái gì?
có phải ngày xưa đâu mà sợ mất mặt. Cái quan trọng nhất là giải quạt cho con bé, báo thù, có hiểu không? Để Ngọc nó không oán thì mới không quậy phá được. Không được. Chú Tranh ngẩng phát đầu, cuống cuồng phản đối. Vợ chú cũng nín bặt đi, không khóc nữa. Cả hai cúi gầm, chỉ còn thằng Thắng nhìn chằm chằm vào cái xác chết treo, không nói một lời. Lúc này ai cũng thấy là có việc bất thường. Cụ Bảo lớn tuổi nhất làng lạnh mặt nói: "Nếu vợ chồng mày không nói thì cút ra khỏi làng đi, kéo lại hại lây qua cho người khác." Thấy đã đến nước này, không kể không được, chú Tranh mới lý nhí nói tiếp: "Kẻ đó có tiền có quyền, không chỉ cho vợ chồng chú cả đống tiền mà còn hứa cho thằng Thắng một công việc nhàn hạ lương cao trên thành phố." Thế là vợ chồng chú không chỉ khuyên Ngọc đừng tố cáo nữa, mà còn bắt con đi theo hầu hạ kẻ đó. Đằng nào chuyện nó cũng đã rồi, lại nói đi theo người ta cũng không có chịu thiệt. Cơm bừng nước trót, nhà cửa xe cổ không thiếu thứ gì, mà lại lo được cho em nó. Một tiếng bóp cắt đứt lời chú kể lể. Trưởng thôn đỏ mắt mắng: "Chúng mày, nếu có đứa nào dám động vào con gái tao như vậy, làm chuyện bán con như thế này, thảo nào ba người bọn họ không ai dám hé một lời." Người đứng xung quanh cô cũng đều tỏ ra vẻ khinh thường. Bà Tiếu thở dài: "Thế rốt cuộc con bé Ngọc mất như thế nào? Cô chú không nói thì tôi đảm bảo cả nhà chú không được yên đâu. Ngọc theo kẻ đó được mấy tháng thì phải chịu đủ mọi trò biến thái, sức cùng lực kiệt. Tới khi có thai còn bị hắn lôi ra làm quà cho đám bạn bè chơi chung, đến nỗi mất con. Nhục nhã đau đớn quá nên Ngọc nghĩ quẩn, nhịn ăn mà chết. Lúc chết chân vẫn còn bị trói vì kẻ đó sợ Ngọc chạy. Hôm vợ chồng chú Tranh tới nhận xác Ngọc về lại được thêm một khoản tiền. Công việc của thằng Thắng cũng đâu vào đó. Thế là..." Người làng lặng như tờ. Lúc này chẳng ai thấy sợ nữa, chỉ thấy bi thương. Đây là cha mẹ người nhà, đây là lòng người hay sao? Ai đó kìm không được mắng một câu là thứ súc vật. Không biết là mắng kẻ hại Ngọc hay là vợ chồng chú Tranh. Hai người họ cúi gầm, không dám nói thêm gì nữa. Trưởng làng gọi vài trai tráng đến khiêng cái xác vào nhà chú Tranh. Mọi người xúm nhau vào thì nghe tiếng ô tô. Ông thầy tới đưa tang Ngọc bước xuống khỏi xe. Đằng sau là ba đệ tử nâng quan cùng với kẻ chết treo kia. Họ nhìn thấy cái xác trắng bệch của anh ta thì cũng tái mét mặt mày. Không chờ ông thầy hỏi, bà Tiếu đã chủ động tiến lên kể lại mọi chuyện. Ông ta quát mắt nhìn vợ chồng chú Tranh một cái, rồi đi một lèo ra nghĩa trang của làng. Mọi người cùng đi theo. Lúc thấy ông ta sai đám đệ tử đào mộ Ngọc lên thì vội vàng cản lại. Ông thầy tên Phạ bực mình giải thích: "Lúc trước tôi không biết cô này phải chịu oan khuất lớn như vậy. Nghe cha mẹ cô ấy nói chết vào giờ xấu nên mới giúp làm lễ. Lại thấy trong quan bao nhiêu là đồ bồi táng, tôi nghĩ họ thương yêu con gái lắm. Nào ngờ bây giờ muốn cô ấy siêu thoát thì phải giải oán. Có những thứ ở quan không có học." Bà Tiếu và lão Sáu quan tài cùng gật đầu. Trong làng có hai người hiểu chuyện âm dương nên cũng không ai cản nè. Lại nói, nhỡ cản mà lại xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Sau khi thắp hương khấn vái một hồi thì ba đệ tử của ông Phạ bắt đầu giơ cuốc xẻng lên đào. Lúc nâng được quan tài Ngọc lên thì đã 2-3 giờ sáng. Quan tài nặng trịch đặt xuống mặt đất, kêu bịch một tiếng, bụi đất bay tứ tung. Bà Tiếu hỏi: "Lần này là quan tốt hả ông Sáu? Gỗ nghe chắc nịch vậy." "Tôi nào biết, vợ chồng nó mua ở đâu đó chứ. Nhưng mà cái tiếng này sao lạ như thế nào đó." Rồi lão sấn tới định xem đến cùng. Nắp quan bật mở, đám đệ tử vừa nhìn vào đã vội vàng lùi lại.
Lão Sáu ngó qua cũng trắng mặt, cuống cuồng vẫy tay bà Tiếu. Hai mẹ con đến gần thì cũng lạnh toát sống lưng. Ở trong quan tài, Ngọc trông như đang ngủ, da thịt trắng nõn lành lặn, chưa phân quỷ chút nào. Thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên như đang cười, chỉ là trông gầy gò hơn rất nhiều. Máu đen ọc ra từ thất khiếu đã tụ lại thành một lớp mỏng phủ kín đái quan, thấm ướt sũng lớp áo liệm. Quan tài trống rỗng, chỉ có một sợi dây thừng dài lấm tấm đốm đen bị bốn cái đinh sắt căng xung quanh người Ngọc. Không có độ bồi tán thì sao quan tài lại nặng như vậy được? Nhân lúc ông Phạ và đám đệ tử đưa Ngọc về nhà, bà Tiếu nháy mắt lão Sáu kiểm tra áo quan. Ông Sáu đi vòng quanh quan tài, vừa gõ vừa ngửi một lúc, rồi lạnh mặt thò tay vào trong áo quan. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng gỗ bên trong bị bẻ xuống cả miếng to, lộ ra cái phần lỗi đen xì lạnh buốt. Mi giật thoát mình nhìn sang mẹ. Là quan tài sắt. Hóa ra chiếc quan tài này được đúc hoàn toàn từ sắt, chỉ có bên ngoài bọc một lớp gỗ mỏng đánh lừa tai mắt mà thôi. Lão Sáu còn chỉ rõ, đây là loại sắt được ngâm trong máu chó mực, phơi sương đêm, không dính một chút ánh nắng nào cả, âm khí cực mạnh. Người bị đặt vào trong đó, thi thể sẽ không thối rữa mà hóa dần thành máu đen. Xác thịt tan hết thì hồn phi phách tán. Lại thêm sợi dây thừng kia, bà Tiếu đoán chừng là dây thừng trói Ngọc lúc chết. Đáng lẽ Ngọc phải bị nhốt kín trong quan, không ra được mới đúng. Chỉ là không biết làm sao có một cái đinh bị lỏng bật ra, nên Ngọc mới thoát được. Vốn chỉ là có oán, bây giờ thì hay rồi. Không thành lệ quỷ, tôi đi cái đầu xuống đất luôn. Lão Sáu trừng trừng nhìn áo quan mà nghiến răng nghiến lợi. Vậy có phá được không chú? Phá thế nào được? Giá mà ba tao còn ở thì mai ra. Khổ là cái lúc ông già mất, tao chưa học hết mấy ngón nghề. Chị Tiếu à, chị xem thế nào? Hùng lắm, tôi cũng không dám nhúng tay. Không phải chú Tranh bảo ông thầy kia cao tay lắm sao? Để ông ta xử lý đi. Bằng không thì cả đám đệ tử lẫn ông ta cũng đừng có mong sống. Có chết thì cũng là bọn họ chết trước. Trời tảng sáng, dân làng tụ tập trên bãi đất trống ven sông. Cái quan tài sắt đen thẫm cũng bị đẩy tới đó, tỏa ra hơi lạnh buốt giữa trời hè. Nghe lão Sáu và bà Tiếu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, dân làng nhốn nháo. Đặc biệt là nghe nói cứ 7 ngày Ngọc về đòi một mạng, hết 3 cái dỗ mới thôi. Ai biết Ngọc đòi mạng kẻ thù xong thì có giết cả người làng hay không? Dù sao không ai ở đây có gan nói đạo lý với ma quỷ cả. Thằng Tranh, là ai chỉ mày dùng quan tài sắt vậy? Trưởng làng quát lên. Chú Tranh ngắt ngứ không dám nói, nhưng người làng ai cũng hiểu. Ngoài kẻ hại Ngọc ra thì còn ai ở đây? Chỉ có kẻ đó mới sợ Ngọc về đòi mạng mà dùng tới cái chiêu tàn ác này. Chỉ là trời xui đất khiến, làm âm mưu của hắn vỡ lỡ mà thôi. Thầy cúng Phạ thở ngắn than dài, sai đệ tử lập đàn làm phép. Ông ta lầu bầu, làm một chuyến chẳng được bao nhiêu, bây giờ phải dính phải chuyện này. Tiền đền bù cho người nhà người đệ tử kia cũng đủ khiến cho ông ta tán gia bại sản. Mới nhìn thầy trò họ chạy qua chạy lại, nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng lắm. Mấy lần cô muốn mở miệng nói chuyện với mẹ, nhưng bà Tiếu đều lắc đầu gạt đi, ý bảo chờ lễ cúng xong xuôi rồi nói tiếp. Mất cả buổi sáng mới chuẩn bị xong đồ cúng mà Phạ yêu cầu. Nào trụ trắng, nào trái cây, nào người giấy, nào vàng mã. Mấy thứ này cũng không khó tìm. Khó là ở chỗ ông ta đòi phải đúng màu đúng chất, bài đúng chỗ ông ta chỉ mới được. Đúng giữa trưa, dương cực sinh âm, thầy cúng Phạ bắt đầu làm phép. Cả quá trình không có vấn đề gì. Đúng lúc tất cả thở phào, cho rằng Phạ đã có thể áp chế được Ngọc, thì có chuyện. Một trong ba đệ tử còn lại của ông ta đang đứng ôm người giấy thì đột nhiên run lên bần bật, rồi quỳ thập xuống, mồm miệng phun đầy máu tươi.
My nhìn kỹ mới nhận ra hai cánh tay làm từ tre của người giấy đã đâm xuyên qua cổ anh ta. Bà Tiếu và My xông lên định gỡ nó ra thì người giấy đã tự bốc cháy. Trong ánh lửa như có cả tiếng con gái cười lên the thé. Người đệ tử kia nằm dưới đất, toàn thân giãy giụa lên từng cơn, máu ọc ra như suối, mắt mũi trợn ngược, nhưng miệng lại ngoác ra cười. Hóa ra tiếng cười của con người giấy kia lại đến từ họng của anh ta. Đến lúc anh ta ngừng cười được một lúc thì dân làng mới hoàn hồn, nhưng người cũng đã tắt thở rồi. Thầy cúng phạ mặt mày tái nhợt, ngã ngồi dưới đất, quần áo ướt sũng, nốt ruồi son cũng như xám xịt đi không ít. Dáng vẻ cao nhân lúc trước đã mất sạch đi. Bà Tiếu nhìn quanh một vòng rồi nói: "Mọi người về nhà đi. Tạm thời tôi sẽ đưa cho mỗi nhà một lá bùa trừ tà treo ở ngoài cửa. Tối đừng ra khỏi phòng. Đêm hôm có nghe tiếng gì cũng nhắm chặt mắt mà ngủ." Thầy cúng phạ cũng muốn chạy, nhưng nghe My hỏi sao hôm qua đệ tử của thầy lại vào thôn treo cổ, thì lập tức ngừng lại, chân như đeo đá. Đúng rồi, đệ tử của ông ta ở trên huyện còn bị Ngọc dẫn về đây, thì e là mấy thầy trò cũng đi không nổi phía oan hồn này. Lão Sáu vừa móc điếu thuốc lá gài trên lỗ tai ra ngậm, vừa rung tay bật lửa. Oan lắm, hùng lắm rồi. Đáng lý 7 ngày chết một người thì lại là mỗi ngày một người. Đêm nay e cũng sẽ có người gặp nạn. Và đúng như thế thật. Quá nửa đêm, My lại nghe tiếng gào thảm thiết. Cô bật dậy nhưng không dám ra ngoài. Buồn bà Tiếu cũng im lìm, như thể bà đã ngủ say. Mãi đến khi trời sáng hẳn thì hai mẹ con mới dám tới bờ sông. Tới nơi thì lão Sáu cũng đã có mặt, đang ngửa cổ nhìn cây liễu. Cũng như hôm qua, trên cây lại treo một cái xác, lưỡi thè dài, mỗi chân chạm mặt nước, cả người lắc lư theo gió. Thầy cúng phạ và đệ tử duy nhất còn sống đang vừa kêu vừa khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa. Thấy mẹ con bà Tiếu và lão Sáu đến thì dập đầu lại liên tục xin họ cứu. Bàn bạc một hồi, họ quyết định để lão Sáu lên huyện tìm người đưa quan tài sắt cho chú Tranh. Bọn họ nhất định biết cách kiềm chế Ngọc. Nếu không, kẻ chết đầu tiên khẳng định không phải là mấy người nâng quan tài này. Bà Tiếu và My ở lại làng trông chừng xem có thể ngăn Ngọc giết người được hay không. Đáng tiếc lão Sáu còn chưa về, thì trưa hôm đó đệ tử cuối cùng của thầy cúng phạ cũng đi đời. Ông ta đã sợ đến nửa điên nửa dại, chẳng hỏi han được gì nữa. Lúc tìm phòng quàng mấy cái xác, My thấy Thắng vẫn ngồi trước cửa phòng của Ngọc. Nó bình thản đến đáng sợ, kể cả đang ngồi trong nhà đầy xác chết nhưng vẫn có thể bấm điện thoại như không có gì xảy ra. My đến ngồi bên cạnh nó. Quan có đầu, nợ có chủ. Quán hồn giết người báo thù không sai, nhưng giết người vô tội thì sẽ phải chịu trừng phạt. Sợ là khó đầu thai được. Thắng ngước mắt khỏi điện thoại. My hỏi thẳng: "Đinh sắt trong quan tài của Ngọc là em nới lỏng đúng không?" Thắng không đáp, chỉ nhìn cô trừng trừng. "Chị muốn gì?" My không để ý đến ánh mắt như muốn ăn thịt người của nó, điềm nhiên mà nói tiếp: "Đinh sắt đóng vào quan tài sắt, nếu không có người cố tình phá hỏng thì có để trăm năm cũng không lỏng được. Em muốn chị Ngọc thoát vây không sai, nhưng mấy người nâng quan kia đâu có tội tình gì. Họ còn có cha mẹ vợ con chờ nuôi nấng mà." "Chị thì biết cái gì? Ai bảo với chị bọn họ không có tội?" Thắng bất chợt quát lên. Bà Tiếu và vợ chồng chú Tranh cùng chạy lại. Thắng không để ý, vừa khóc vừa kể. Hôm Ngọc mất đã báo mộng cho Thắng, nói rõ chị bị người ta hại chết. Hóa ra lúc bị hành hạ thừa sống thiếu chết, Ngọc vẫn mong được về nhà, chỉ chờ kẻ đó chơi chán đá chị đi là được. Nào ngờ lại bị người ta bỏ đói cho đến chết. Đứa con trong bụng cũng bị bỏ thuốc cho sảy đi. Mục đích chính là vì luyện tà thuật. Cũng chính vì trong nhà kẻ đó
có người luyện tà thuật nên Ngọc mới không báo được thù. Nếu không phải lúc sống chị làm không ít việc tốt, tích được chút âm đức, thì ngay cả cơ hội về báo mộng cho người nhà cũng không có đâu. Thầy cúng phạ và mấy tên đệ tử kia chính là người được người nhà kẻ đó sai đến để hoàn thành nốt công việc. Chứ dân quê như vợ chồng chú Tranh sao có thể mời được ông ta. Nói đến cùng, phạ cũng có tiếng ở trên huyện. Chắc là bọn họ chẳng ngờ Thắng lại động tay động chân trong quan tài, khiến cho cả đám mất cả chị lẫn chài như vậy. Thắng vừa dứt câu, chú Tranh đã xông lên tát cho nó một cái nổ đùm đớp mắt. Cái thằng ngu, con Ngọc chết thì cũng chết rồi, bây giờ mày làm vậy, người ta bắt tội thì ai chịu? Người ta cho mày tiền bạc công việc được thì cũng lấy lại được, có khi còn lấy cả mạng của cái nhà này nữa. Tao làm như vậy là vì mày cả, mà mày không biết nghĩ sao? Thắng hét lên đáp trả. Con không cần sống bằng tiền bán chi ngốc. Ba mẹ nghĩ con là thằng hèn kém tới mức phải hút máu chị mình mới sống được hay sao? Rồi nó bật lên khóc trưng rức. Chú Tranh đứng như trời trồng giữa nhà. Thầy cúng phạ co trúm ở một góc, cố né ánh mắt của người khác. Bà Tiếu và My liếc nhau. Đúng như hai mẹ con đoán, chuyện này thực sự có người trong nghề nhúng tay vào. Chỉ riêng cái quan tài sắt kia cũng đã đủ quái dị rồi. Trước lúc lão Sáu lên huyện đã rỉ tay, lão làm nghề đóng quan tài mấy đời, nhìn là biết quan tài này cũng lắm kỳ công. Ngọc mới mất bao lâu, sao có thể chuẩn bị nhanh như thế được. Mẹ con My cũng thấy cái áo quan này ngập tràn tà khí, chỉ e là Ngọc không phải là người đầu tiên bị vị đồng nghiệp kia nhắm vào. Bà Thiếu tóm vạ ra hỏi. Ông ta sợ trúng chó. Giờ này đám đệ tử thấy mạng đã chết sạch, nói không chừng đêm nay sẽ đến lượt ông ta, nên biết cái gì khai hết, chỉ mong được sống. Thắng thì ngậm chặt miệng, chỉ ngồi trước cửa phòng của chị mình. Người khác nói năng làm gì cũng mặc. Bà Thiếu hết cách, lão Sáu lại mãi không thấy về, nên đành đưa cả nhà chú Tranh và phạ về nhà mình để né tạm. Bà dán bùa khắp cửa, rắc muối với tro hương vòng quanh nhà. Vong hồn bình thường bà còn trấn được, chứ dính tới mạng người như Ngọc thì chỉ biết cầu trời khấn Phật mà thôi. Đêm hôm đó, gió thổi vù vù như có bão, mưa trút xuống ầm ầm trên nóc nhà. My ngồi ngoài phòng khách, nhìn chằm chằm những dải dây đỏ treo chuông bạc dính đầy trên tường nhà. Quá một giờ sáng, mắt My đã nặng trĩu. Trong cơn buồn ngủ, cô như nhìn thấy có ai mở cửa vào nhà. Đôi chân trắng nõn, hằn vết bầm, dừng lại trước mặt cô. My cố chống mắt lên nhìn, muốn xem đó là ai, nhưng không nhìn rõ được. Gương mặt của người ấy bị che mờ sau một làn sương trắng, chỉ có mái tóc đen xõa dài cho thấy đó là một cô gái. Không hiểu sao My lại biết được người đó là Ngọc. Cô lẩm bẩm trong miệng. Chị Ngọc tới chơi. Ngọc không trả lời, chỉ lắc đầu rồi rắm rứt khóc. Hơi lạnh chạy dọc lưng My mà không rõ lý do. Hỏi sao lại khóc, Ngọc cũng không nói, mà quay người đi vào một tòa nhà biệt thự kiểu Tây sang trọng. My muốn gọi mà họng nghẹn lại không phát ra tiếng. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên. My mở choàng mắt ra. Ngọc đứng ngay trước mũi cô, mặt chải đầy máu đen, cười toe toét. Bàn tay lạnh ngắt cứng như đá tóm lấy cổ My, kéo về phía tòa biệt thự ẩn hiện trong sương kia. Lại có mấy tiếng len keng. My giật mình ngồi thẳng người, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo. Cô vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà mình, cửa nhà đóng chặt. Chuông bạc treo trên tường rung lắc ầm ầm. Tiếng chuông càng lúc càng cao, càng lúc càng nhanh, lẫn cùng tiếng con gái khóc. Bên cửa sổ hiện lên một bóng đen gầy gò, lúc ẩn lúc hiện, thoáng chốc lại lẫn lúc tới cửa chính. Cửa rung lên bần bật như có ai muốn tông cửa xông vào. Tiếng kêu đau khổ liên miên không ngớt. My mím chặt môi đứng giữa nhà,
hai ngón tay kẹp một lá bùa bằng vải vẽ đầy mực đỏ. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho cô giật nảy mình. Bì mở cửa cho mẹ, ông bà chạy ra ngoài sông rồi, mau đi với mẹ. Tiếng bà Tiếu thúc giục Mi cũng cuốn lên theo. Cô định chạy tới cửa tháo chốt thì chợt rùng mình. Bà Tiếu đang ngủ trong buồng, sao gọi từ bên ngoài vào chứ? Lại nói bình thường bà vốn kiêng kỵ chuyện gọi tên lúc có khách. Bây giờ có oan hồn ác quỷ làm loạn mà bà gọi thẳng tên cô như vậy sao? Mi giật lùi, tránh xa cửa. Tiếng dục giả bên ngoài thấy không lừa được cô, cũng bắt đầu biến dạng, chuyển thành lúc nam lúc nữ. Dần dần không còn nghe giống tiếng người nữa, mà giống tiếng chim lợn kêu rác tai ở ngoài nghĩa địa hơn. Mi nhìn đồng hồ treo tường, vậy mà đã gần 5 giờ sáng. Chỉ cần chờ đến lúc gà gái là an toàn. Đúng lúc này, tiếng kêu lanh lảnh ầm ĩ từ những chiếc chuông treo trên tường đột ngột im bặt. Khoảng tĩnh lặng bất ngờ khiến cho tim Mi đập thình thịch, còn nhanh hơn cả lúc tiếng ma khóc. Thả cho tôi không giết cô, tôi không giết cô, là cậu hảo mà. Tiếng gào của ông phà át cả tiếng mưa gió bên ngoài. Mi giật thót, cô chạy vội đến chỗ ông phà ngủ thì thấy ông ta đã lao ra ngoài màn mưa. Bà Tiếu còn chưa kịp búi tóc cũng đuổi theo, trên người chỉ kịp đeo theo túi đồ nghề gia truyền. Thằng Thắng cũng định xông ra nhưng bị ba mẹ nó kéo lại. Mi quát: "Ở yên đó!" rồi chạy theo bóng mẹ đến thẳng chỗ bờ sông. Nước sông cuồn cuộn vì mưa lớn, bên bờ chỉ có bà Tiếu. Dưới mặt nước tối đen ẩn hiện đôi dép trắng của ông Phạ và một phủng màu đỏ đang nhanh chóng loãng đi. Mi thở hổn hển gọi mẹ. Bà Tiếu quay lại lắc đầu với Mi, xem ra thầy cúng Phạ cũng đã lành ít dữ nhiều. Mi còn chưa kịp thở dài đã cứng người nhìn bà Tiếu. Sau lưng bà là nhà chú Tranh. Lúc này trong nhà chú ánh lên những đốm lửa ma trời xanh lè. Mấy bóng người cúi đầu đứng bên cửa sổ tranh sáng tranh tối, nhìn thoáng qua dường như là mấy người khiêng quan cho Ngọc, đệ tử của ông Phạ hôm trước. Tiếng cổng sắt vang lên ken két rồi từ từ mở rộng, khiến cho hai mẹ con cô đờ ra. Chỉ chớp mắt, những cái bóng ấy đã từ trong phòng hiện ra ngoài sân, lại một chớp mắt nữa đã ra tới cổng. Bóng trắng vừa áp sát vào lưng bà Tiếu thì tiếng gà gáy vang lên khắp làng. Mấy cái bóng biến mất ngay lập tức, ngay cổng nhà cũng khép chặt lại, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. "Chị Tiếu, con Mi." Lão Sáu chạy học tóc từ xa, vướng một cái rồi trượt dài trên đường làng đến trước mặt mẹ con Mi. Cả người lão dính đầy bụng đất, trong miệng còn ngậm vài cọng cỏ dại. Lão vừa phun phì phì vừa kể ngắt quãng: "Mẹ nó, chị Tiếu đúng là người trong nghề. Tôi hỏi thăm y như chị dặn mới biết, cái nhà đó mấy năm nay mới giàu lên. Giàu lắm, cơ mà chẳng ai biết làm gì mà giàu. Tôi lén lén cho mấy đứa con vào nhà đó, thấy giữa phòng khách đó, bày nguyên một cái quan tài sắt y hệt như cái mình thấy, nhưng mà to hơn nhiều, phải to gấp đôi gấp ba chứ không ít." Mấy đứa con mà lão Sáu nói không phải người thật mà là người giấy. Đây là tuyệt chiêu của dòng họ nhà lão: không sợ lửa, không sợ nước, không sợ chết. Theo lời lão nói thì tốt hơn người thật nhiều. Ba người vừa nói vừa quay về, chỉ kịp thay đồ, ăn qua quýt vài thứ, dặn mấy người nhà chú Tranh ở yên trong nhà, rồi bắt xe thẳng lên huyện. Bây giờ cách ngày rằm tháng 7 không bao lâu nữa, đến lúc đó mà chưa xử lý xong chuyện của Ngọc thì e là cả làng sẽ tắm máu. Nơi mà lão Sáu thăm dò được là một ngôi biệt thự to giống như lâu đài kiểu Pháp cổ, có sân vườn xanh mướt, xung quanh là hàng rào sắt uống hoa đen bóng, mũi nhọn hoắt vươn cao như mũi kiếm. Rõ ràng cả tòa nhà rộng rãi như thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác âm u nặng nề khó hiểu. Chẳng cần bà Tiếu chỉ thì Mi cũng biết nơi này không tốt, mùi âm khí bốc lên nồng nặc. Đến nhà xác bệnh viện
hay nghĩa địa trong làng cũng không khiến cho cô khó thở như thế này. Cả đoạn đường vắng lặng như tờ, dẫu trời đã sáng từ lâu. Lúc ba người bà Tiếu tính có nên trèo rào vào hay không, thì cánh cổng chính nặng trịch đã tự động mở ra. Tiếng ken két ê răng như đã ngàn năm không di chuyển. Mấy người nhìn nhau, được người ta tiếp đón nhiệt tình như thế này, sợ là dễ vào rồi khó ra. Nhưng không vào không được. Việc của Ngọc không xử lý tận gốc thì người làng Vân sẽ gặp nạn mất thôi. Ba người vừa cẩn thận đến gần, vừa nhìn chung quanh. Mì chợt thoáng thấy một cái bóng quen thuộc lấp ló ở đằng xa. Thắng! Mì quát lên. Bà Tiếu và lão Sáu quay ngoắt lại. Đúng là thằng Thắng đang thập thò sau gốc cổ thụ. Lão Sáu nóng tính chạy ngay ra đó, xách cổ nó lại, vừa đi vừa mắng. Mày không ở nhà chăm sóc ba mẹ, chạy theo bọn tao làm cái gì? Thắng nhìn chằm chằm vào căn biệt thự. Chú Sáu, chị cháu bị kẻ trong đó hại chết có đúng không? Đúng hay không cũng không dính đến mày, cút về làng ngay. Không, nhìn bọn súc sinh đó sống sung sướng như thế này, cháu không chịu được. Cháu muốn vào, tự tay báo thù cho chị. Cô chú không cho cháu đi cùng, cháu tự đi. Lão Sáu nổi khùng lên, định cho thằng Thắng một bạt tay, thì bà Tiếu ngăn lại. Thắng đã quyết tâm thì có trói nó lại, nó cũng nghĩ cách bám theo. Lại nói Thắng là em ruột của Ngọc, có quan hệ huyết thống nên nói không chừng sẽ có tác dụng. Mì cũng khuyên giải vài câu, mất một lúc ông Sáu mới chịu cho thằng Thắng đi cùng. Cô Tiếu với chị Mì mày khuyên nên tao mới cho mày đi theo. Mày mà lớn ngớ làm vướng tay vướng chân thì đừng có trách tao đó. Nói vậy chứ ai cũng biết là lão Sáu lo cho nó gặp chuyện thì vợ chồng chú Tranh không sống nổi. Tuy việc hai người ấy làm với Ngọc thật chẳng ra làm sao, nhưng hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm, trong làng quay qua quay lại đều là dây mơ rễ má với nhau cả. Lão cũng không nỡ khiến cho họ phải gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm một lần nữa. Lúc này trời đã sáng bảnh, nhưng lạ cái là Mi bước chân qua cánh cổng sắt biệt thự thì lại có cảm giác như bước qua một thế giới khác. Mây đen vần vũ trên bầu trời, gió lạnh luồn qua từ mọi góc, cây cối trong sân cũng không xum xuê xanh ngắt như lúc cô nhìn từ bên ngoài, mà nó vặn vẹo, khô cằn, xám xịt. Bà Tiếu nhỏ giọng: "Ai, âm khí nặng quá." Lão Sáu gật gù rồi giọt lên đi trước dẫn đầu. Bà Tiếu đẩy Mi với thằng Thắng đi giữa, còn mình thì bọc hậu. Mi liếc qua thằng Thắng, sợ khung cảnh quái dị xung quanh dọa cho nó sợ. Nhưng Thắng lại đang nhìn đông nhìn tây, có vẻ khá hưng phấn. Cô nhíu mày, nó hưng phấn cái gì chứ? Dưới đại sảnh trống không, nhưng trong phòng khách trên tầng 2 của biệt thự lại bày cổ quan tài sắt đen, giống y như lời lão Sáu đã miêu tả. Vừa to vừa âm u, cả tòa nhà tối đen vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Trên sàn phủ lớp bụi dày, như thể đã chục năm chưa có ai tới. Trước sự dò đường trước đó của đám con, lão Sáu dẫn mọi người tới một căn phòng nằm tận cùng trong dãy hành lang. Trong đó trống rỗng, vị cao thủ mà bà Tiếu tìm kiếm mất tâm mất tích. Chỉ có tầng tầng lớp lớp bùa vàng dán kín phòng. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, khiến cho người ta buồn nôn. Phù chú trên bùa có đỏ tươi, có đỏ thẫm, có cả màu nâu đen. Là máu người. Không biết phải rút bao nhiêu máu mới có thể tạo ra từng này bùa chú chứ. Lão Sáu gật đầu, vừa chỉ tay lên tường vừa nói: "Bên này, mấy đứa con tôi." Lão chưa nói dứt câu thì viên gạch dưới chân đã sụp xuống, cả người lão rơi thẳng xuống không gian tối đen bên dưới. Mi chồm cả người về phía lão, nhưng vẫn không kịp. Cái viên gạch bẫy đó đã nâng lên lại như cũ, mặc cho cô có đánh gõ như thế nào cũng im lìm. Mi hoảng hốt nhìn đám người giấy đồng loạt ngã xuống đất. Bà Tiếu lắc đầu kéo Mi và Thắng lùi dần ra khỏi phòng. Chỉ cần người giấy không tự cháy thì lão Sáu còn bình an.
Hơn nữa bản lĩnh của lão cũng không nhỏ, chưa cần phải hoảng. Đến chỗ cái áo quan kia đã, tìm xem có manh mối gì không. Bà rút một chồng bùa vải ra khỏi túi, vừa đi vừa dặn hai đứa nhỏ bám sát mình. Được một lúc thì My bắt đầu toát mồ hôi hột. Lúc trước họ đi từ phòng khách đến đây chỉ mất chừng 5 phút, vậy mà bây giờ đã 15 phút, họ vẫn đảo quanh trước căn phòng này. Mà che mắt rồi. Bà Tiếu hừ lạnh, hai ngón tay kẹp bùa vải khẽ vẫy một cái. Lớp phù chú trên đó nhạt đi thấy rõ, một lớp xương đỏ phủ kín lấy ba người. Thấp thoáng My thấy có hai bóng con gái da thịt xám xịt chạy ra xa. Tiếng cười lanh lảnh sắc nhọn vang vọng trong không gian tối mù. Tới lúc sương tan hết thì My nhận ra mình đã đứng trước cái quan tài sắt kia từ bao giờ. Trên sàn là dấu chân dày đặc của ba người họ. Hóa ra từ nãy tới giờ họ đều quanh đi quẩn lại trước cái quan tài này. Đằng sau quan là một cái xác đã chết khô từ lâu, da thịt khô quắc bám chặt vào khung xương, đạo bào mặc trên người dính đầy các vết máu đã khô. Bà Tiếu tiến gần tới đó, trong khi My cảnh giác xung quanh. Trên sàn nhà là những vết máu mờ mờ. My nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu. Chợt cái xác khô đang ngồi đột ngột bật dậy, nhào vào bà Tiếu. My vừa định xông lên thì bà đã quát, "Cẩn thận!" Cô cúi người lăn sang một bên theo phản xạ, cảm nhận có thứ gì đó lạnh buốt sắc lẻm cắt ngang qua mặt mình. Cô quay phát ra sau, thằng Thắng đang đứng trong bóng tối, trong tay là mấy thanh phi đao mỏng như lá liễu. Nó bị ma nhập sao? My chưa hiểu ra sao thì đã nghe xoảng một tiếng, bà Tiếu bị cái xác khô bóp chặt cổ. Cả hai lao qua ô cửa kính rồi rơi thẳng xuống tận dưới. Đằng sau My, thằng Thắng liên tục ném đao. "Mày muốn gì?" My tránh trong một góc phòng, nắp sau đồ đạc, gằn giọng quát. Người nó không có âm khí quỷ khí gì cả, rõ ràng là hoàn toàn tỉnh táo. Nó cười hình hịch. "Đương nhiên là muốn mượn tinh quyết của đồng nghiệp rồi." Có lẽ Thắng nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nó không vội ra tay với My nữa, mà chậm rãi đi vòng quanh quan tài sắt, thái độ vênh váo như mèo vờn chuột. Hóa ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Thắng. Từ 3 năm trước, Thắng gặp được một vị cao nhân tự xưng là thông hiểu phong thủy, bùa chú, âm dương bí thuật. Nay tuổi thọ đã hết nên muốn tìm truyền nhân. Kẻ đó đi khắp nơi mà không tìm được ai ưng ý. Bây giờ thấy Thắng có căn cốt, ngày sinh tháng đẻ cũng phù hợp nên chọn nó. Sau khi để lại cho Thắng một cuốn sách cổ, hai cái quan tài sắt một to một nhỏ cùng một rương vàng thì qua đời. Dựa vào di sản có được, Thắng dần luyện ra bản lĩnh, càng lúc càng dấn sâu hơn vào tà thuật. Nhưng luyện tà thuật nào có kẻ sống thọ, vì vậy lần này nó muốn làm một vụ lớn, bày ra một trận pháp cực kỳ lợi hại nhưng cũng cực kỳ độc ác. Ấy là dùng vong hồn các cô gái chết oan đi kèm với hiến tế người sống để đạt được tuổi thọ, sức mạnh và cả khí vận. Tao là thiên tài, chỉ dùng đôi câu vài lời trong quyển sách rách đó mà đã cải tiến được trận pháp đó rồi. Nếu dùng quán hồn bình thường làm mắt trận thì chỉ tăng thọ 10 năm, nhưng lệ quỷ thì có thể tăng tới 100 năm. Lệ quỷ tức là các linh hồn đã dính máu người sống, giết càng nhiều người thì càng mạnh. Lệ quỷ đâu có dễ điều khiển, mày không sợ? Sợ chứ. Thế nên tao mới chọn kẻ có thế nào cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của mình đó. Chị Ngọc sao? My nổi da gà. Điều khiển lệ quỷ, vong hồn có quan hệ quyết thống với mình dễ hơn, cũng ít bị phản vệ hơn, là điều mà bà Tiếu đã từng dạy cô. Mày điên rồi, đó là chị ruột của mày đó. Thì sao? Người làm việc lớn để ý mấy cái râu ria đó chị? Những kẻ cả đời chỉ quanh quẩn ở cái xó làng như chúng mày
thì làm sao hiểu được tao? Thắng gầm gào, mắt đỏ phằn lên. Nhìn đi, chờ nó giết đủ 7 người thì sẽ tự động trở thành mắt trận cho tao. Thêm máu tươi của tụi bay nữa. Được chứng kiến bí thuật này là vinh dự của chúng mày đó. 7 người sao? Mì nhíu mày. Ông Phạ cộng với 4 tên đệ tử cũng chỉ có 5. Chưa quá 49 ngày thì hồn ngọc không thể đủ mạnh để động vào người khác. Từ từ, người khác, người nhà, vợ chồng chú Tranh sao? Như đọc được suy nghĩ của mình, Thắng hưng phấn cao giọng. Đúng rồi, thêm cả ba mẹ tao là vừa đủ 7 người. Mày xem, ba mẹ thương tao như vậy, đến cả chị Ngọc còn bán đi được, thì hy sinh thêm một chút có xá gì đâu đúng không? Mì ngậm chặt miệng. Thắng điên rồi, cãi nhau với nó chẳng có ích gì cả. Bây giờ quan trọng là tìm cách thoát thân, cho hội hợp với lão Sáu và bà Tiếu. Thắng có thể khống chế được cả trận pháp tà ác này thì cô không chắc mình đấu lại được. Đúng lúc này, đất trời đảo lộn, tiếng khóc bùng lên như một cơn lũ đổ ập xuống đầu Mi. Hàng chục cái bóng con gái tóc đen xõa dài, mắt mũi đổ máu xuất hiện trong phòng. Căn phòng lạnh ngắt như ở trong tủ đá, âm khí đặc sánh đến độ thấy được bằng mắt thường. Thắng cầm một cây cờ tang đen trắng, vừa chỉ về phía Mi, vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Đám vong hồn đồng loạt nhìn Mi bằng hốc mắt đen sì vô hồn. Chỉ chớp mắt, chúng đã đến trước mắt cô. Những cánh tay da thịt tối rữa vươn ra muốn bắt lấy Mi. Oanh một tiếng, tia lửa lóe lên cùng với tiếng nổ lớn. Những bóng ma ở trước nhất tan ra thành những đốm xám như tro tàn vàng mã. Những oan hồn khác bay lượn vòng quanh Mi nhưng không tiến lên được. Xung quanh cô đang được bao bọc bằng một vòng tròn trộn lẫn giữa hương tro và muối thiêng. Thắng nôn ra một ngụm máu. Hóa ra không phải chỉ một mình nó nói chuyện câu vợ, mà Mi cũng vậy. Thắng lạnh mặt quơ lá cờ tang thêm một lần nữa. Oan hồn lập tức lao vào vòng bảo vệ của Mi như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc Mi luống cuống tay chân tự bảo vệ mình thì không khí trong phòng lại lạnh thêm một bậc. Hơi thở Mi thở ra trắng xóa như giữa trời đông. Giữa những bóng ma trắng bệch, một cô gái mặc váy đỏ đột ngột xuất hiện. Nếu không phải đôi chân bị trói chặt lơ lửng giữa không trung và gương mặt chảy đầy máu đen đang toát ra cười đầy ghê rợn, thì trông cô ấy không khác gì người sống cả. Thắng cười điên loạn. nhìn đi, tao thành công rồi, tao thành công rồi. Lá cờ tang trong tay nó phất qua lại theo một quy luật nào đó. Tiếng đọc chú lầm rầm trong miệng cũng to hơn hẳn. Có điều Mi vẫn không nghe ra được nó đọc cái gì. Ngọc, không. Lệ quỷ váy đỏ há miệng. Các dòng nữ trong phòng bị hút sạch vào miệng của ả. Bụng phồng lên như mang thai 9 tháng. Rồi ả phun ra một hơi dài. Quỷ khí khiến cho Mi say sẩm mặt mày. Cô vội vàng nhịn thở. Người sống hít phải thứ này thì chắc chắn sẽ giảm thọ, lại đau ốm liên miên. Nắp quan tài bị quỷ khí hất tung. Bên trong bày 7 đôi giày. Có 4 đôi giày vải thêu chỉ đen, giống hệt như nhau. Một đôi giày da đen bóng, một đôi cao gót đỏ mũi nhọn hoắt, một đôi giày thể thao trắng viền xanh. Lên đi, giết nó. Máu của người trong nghệ tốt hơn máu người thường nhiều. Còn cái đám già kia, tao sẽ đưa chúng xuống với mày sớm thôi. Thắng ra lệnh cho lệ quỷ. Quỷ khí đen ngòm lập tức ùa về phía Mi. Bộ vải trừ tà mà bà Tiếu cho cô đã nhạt đến gần như không còn nhìn ra phù chú vẽ trên đó nữa. Mi lăn ra khỏi cột quỷ khí, vừa trải một loạt bùa, vừa chạy về phía cửa. Chỉ cần ra được bên ngoài sẽ đỡ hơn. Thắng đứng yên một chỗ, mặt đỏ gay. Chắc hẳn khống chế lệ quỷ cũng không dễ dàng gì. Lúc Mi đã cạn sạch bùa chú,
tưởng chừng như sắp không trụ nổi, thì chiếc đồng hồ đứng trong góc phòng vang lên những tiếng chuông đinh tai nhức óc. Mắt thằng Thắng lập tức mở to, nó phấn khích đến quơ tay múa chân. Giờ đẹp đến rồi, chính ngọ, dương cực sinh âm, tao sẽ trở thành thầy pháp mạnh nhất cái đất này. Tiền bạc quyền lực trường sinh đều là của tao. Chợt Thắng bị lệ quỷ hất bay, nằm gọn trong quan tài sắt. Nó phun ra một ngụm máu đỏ bầm, vừa sợ vừa kinh ngạc nhìn cái bóng váy đỏ kia. Cây cờ tang tuột ra khỏi tay, lăn lọc cọc ra tới tận cửa. Mì nắm chặt miếng ngọc đã trạn gần hết trên cổ mà bảo nó: mày nhìn lại xem đi, xem trong quan tài là giày của ai. Lúc này Thắng mới nhận ra trong áo quan có giày của bốn tên đệ tử nâng quan, của vợ chồng chú Tranh và của nó, vừa đúng bảy đôi. Mắt nó trợn ngược giãy giụa muốn chạy, nhưng vừa ngồi dậy đã bị những hoa văn sắc chạm trổ trong lòng quan tài biến thành những sợi xích trói chặt lại, móc nhọn cắm vào da thịt, hút dần máu thịt của nó. Người thằng Thắng xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chẳng mấy chốc chỉ còn da bọc xương, trông hệt như cái xác khô tấn công bà Tiếu lúc nãy. Điều đáng sợ nhất là tới lúc này Thắng vẫn tỉnh táo, mồm miệng nó há hốc, kêu không ra tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn Mi. Mi rùng mình. Không phải, nó đang nhìn sau lưng cô. Mi chồm người về phía trước định né mà không kịp, bị một thứ gì đó nện ngang hông, ngã lăn sang một bên. Cô ôm bụng, vừa nôn ra dịch dạ dày, vừa nhìn lên. Kẻ đứng ở cửa mặc đạo bào, một tay vuốt ba chùm râu dê bóng mượt, một tay cầm cây cờ tang của thằng Thắng. Nốt ruồi đỏ ở giữa mày nổi bật lên trên khuôn mặt trắng tái. Là ông? Mi kinh ngạc. Thầy Phạ chưa chết sao? Ông ta mới là kẻ thực sự đứng sau những chuyện này. Phạ không trả lời. Ông ta ngắm nghía cây cờ tang trong tay rồi khen: Giỏi giỏi, mới 3 năm mà đã chế ra được món pháp khí này, giỏi đó. Không uổng công tôi để lại cho cậu từng đó thứ. Ông ta vừa nói vừa lột da mặt mình ra. Hóa ra lớp da đó chỉ là mặt nạ, dưới vẻ phúc hậu là một khuôn mặt khác, gầy ốm hơn nhiều, gò má nhô cao, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp như vỏ cây. Chỉ nhìn đã thấy sự khắc nghiệt độc ác đến tận cùng. Chỉ có nốt ruồi son là không đổi. Cơ thể ông ta vặn vẹo, kêu lên trắc trắc mấy tiếng ghê người, rồi cao hẳn lên, từ béo tốt trở nên cao gầy. Thằng Thắng ngồi trong quan tài sắt, toàn thân co giật. Phạ cười khằng khặc: Lại có thêm một kẻ trong quan, thật tốt. Ông ta quay sang Mi, vung tay, ba lưỡi dao mỏng đến mức trong suốt bay ra ngoài. Mi miễn cưỡng né được hai lưỡi, nhưng vẫn bị lưỡi thứ ba sượt qua vai. Cũng giỏi đó, con bé Tiếu dạy còn tốt lắm. Rồi lại ném thêm ba lưỡi dao nữa, góc độ càng xảo quyệt hơn. Không tránh được, Mi nhắm mắt chờ chết. Nhưng nghe len ken một hồi vẫn không thấy đau. Cô mở mắt, thấy bà Tiếu đang đứng chắn trước mặt mình, tay cầm sợi dây đỏ gắn chuông bạc, đánh bay hết mấy lưỡi dao đó đi. Thì ra là ông. Bà Tiếu nhìn Phạ, hàm răng nghiến chặt: Ông vẫn luyện thứ tà thuật đó? Luyện chứ, không luyện thì sao sống được tới giờ này. Mày có thiên phú như thế, chả như nghe lời chú, thì bây giờ đã không phải chui rút ở cái chốn khỉ ho cò gái đó rồi. Chú sao? Mi nhìn qua lại giữa hai người. Gia đình cô có quan hệ gì với kẻ này sao? Ở bên kia, lão Phạ vui vẻ kể lại kế hoạch của mình. Hóa ra không chỉ có Thắng, ông ta cải trang giả dạng đi khắp nơi, tìm những người có ngày sinh tháng đẻ đặc biệt giống như chị em nó,
để dụ dỗ họ tu luyện tà thuật. Kẻ không chịu sẽ bị biến thành vong hồn dưới tay ông ta. Kẻ chịu không nổi cám dỗ thì sống được lâu hơn một chút, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là con cờ của ông ta, giống như thằng Thắng. Thắng lúc này đã bị rút cạn đến giọt máu cuối cùng. Nó bị lão phạ điều khiển, nhảy ra ngoài quan tài sắt, lao đến tấn công mẹ con mi. Lệ quỷ váy đỏ bị hút vào quan tài thế chỗ cho Thắng. Hoa văn trong đó quấn lên, hút đi quỷ khí của ả. Tiếng quỷ khóc chối tai bùng lên ầm ầm như sét đánh. Áo quan sắt đỏ rực lên như bị bỏ vào trong lò nung. Lão phạ đánh một chưởng vào nó, cái áo quan đúc từ sắt nặng tới vài trăm cân lập tức mủng ra như giấy, để lộ ra một cái miếng gì đó tựa như gỗ lại tựa như sắt nằm dưới đáy quan tài, đen bóng nặng trịch. Ông ta ôm chặt thứ đó như bảo bối, miệng lẩm bẩm: "À, sắp thành rồi." Tuy không biết nó là gì, nhưng chỉ cần không cho ông ta có được là được. Bà Tiếu liếc mi một cái, cô lập tức hiểu ý. Bà bước ra khỏi vòng tấn công của Thắng, lao đến chỗ phạ. Thắng bị mi dùng bùa vải bao vây. Cô không giỏi thứ này nên chỉ có thể đánh ngang tay với con quái vật. Đằng xa, lão phạ vừa ôm bảo bối vừa giao thủ với bà Tiếu. Trông ông ta rất nhẹ nhàng, còn có thể mở miệng khiêu khích bà. Bà Tiếu vừa đánh vừa lùi dần về phía cửa sổ. Lúc phạ đang đắc ý thì một cái bóng đột ngột nhào vào người ông ta, là ông Sáu. Lão phạ hừ một tiếng, không để lão Sáu vào mắt. Nhưng ngay sau đó là hàng loạt người giấy tham chiến. Phạ bắt đầu luống cuống tay chân. Ông ta vừa phải bảo vệ thứ bảo bối trong lòng, vừa phải đấu pháp với bà Tiếu. Lão Sáu và cả chục người giấy không sợ chết. Ông ta lớn tiếng niệm chú, cây gậy tan vung một vòng tròn. Âm khí vốn đã tán đi gần hết trong phòng lại cuộn lên một lần nữa. Tuy chẳng mấy chốc âm khí đã bị bà Tiếu xua tan, nhưng từng đó thời gian cũng đủ để cho ông ta nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất, chỉ để lại tiếng cười như quả kêu. Ở bên này không có ai điều khiển, thằng Thắng lập tức bất động. Lão Sáu tới nhìn nó, thở dài một hơi, rồi sai người giấy khiêng nó lên. Bà Tiếu lắc đầu: "Mang về cho nó màu yên mã đẹp vậy, hồn cũng sắp tán rồi." Ba người khập khiễng đỡ nhau. Khi ra khỏi tòa biệt thự trống rỗng, họ ngoái đầu lại nhìn thì thấy căn nhà đẹp đẽ với sân vườn tốt tươi đã trở về với dáng vẻ thực, hoang tàn rệu rã. Hôm sau làng Vân tổ chức lễ tang cho gia đình chú Tranh. Tiền bạc trong nhà, trưởng thôn và các cụ lớn tuổi quyết định mang đi làm thiện nguyện. Ai nấy đều bảo nhau, cầm tiền không sạch là như vậy, có mạng lấy nhưng không có mạng tiêu. Cách làng Vân mấy trăm cây số là vùng biên giới, toàn là rừng núi xanh ngắt. Hôm ấy người dân nơi này gặp được một người đàn ông đến mua thổ sản, dáng vẻ rất phúc hậu, nổi bật là nốt ruồi son giữa trán đỏ tươi như máu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người đi âm, một sáng tác của tác giả Đồ My. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.